Tập 7. Sắp đến một tháng rồi, cũng không biết Lục Ly nghĩ ra cách gì chưa. Bạch Phượng sư tỷ, sao tỷ lại ở đây? Tại sao ta không thể ở đây? Quan hệ của ta với Lục Ly còn thân thiết hơn cô nghĩ nhiều. Để ấy đang nghỉ ngơi, bây giờ cô vào trong không phù hợp lắm nhỉ? Liệu sao? Người khắp phủ Giả Dương Hầu đều biết cô với đệ ấy linh lực khác nhau. Cô sinh ra đã là sát sinh trong số mệnh của đệ ấy. Cô suy nghĩ lại cho kỹ đi. Loại người chỉ biết dùng tiền mua chuộc đệ ấy như cô, một khi cô không còn giá trị lợi dụng, đệ ấy sẽ bỏ cô mà không hề do dự. Đệ ấy giống là người lạnh lùng hám tiền như vậy. Sư tỷ, tuy Lục Ly cứ mở miệng ra là nói đến tiền bạc, nhưng lúc nào huynh ấy cũng mặc áo vải rẻ tiền nhất, đi quán ăn cũng ăn những món rẻ nhất. Số tiền còn lại cất trong túi cho nóng lên, cũng không nỡ lấy ra tiêu. Tuy rằng ta không hiểu tại sao huynh ấy luôn che giấu bộ mặt thật của mình, nhưng cha ta từng nói với ta, nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, phải nhìn vào trái tim. Vậy nên ta tin huynh ấy. Tin huynh ấy không phải người như sư tỷ nói. Không ngờ Liễu Sao lại bảo vệ mình như vậy. Sư muội ngốc, ta đang nghĩ cho cô đấy. Đến lúc đó có chuyện gì thì đừng trách sư tỷ chưa nhắc nhở. Ta nhận tấm lòng của tỷ rồi. Chuyện lần trước sư tỷ dẫn Đỗ Minh Xung đến Di Châu Cát, gác kiếm lên cổ ta, đến giờ ta vẫn còn nhớ đấy. Liễu Sa tin tưởng mình như vậy, mình không thể phụ lòng cô ấy. Nhất định phải nhanh chóng tìm được đế thảo giúp cô ấy. Liễu Sa, sao thế? Không muốn tìm đế thảo nữa à? Huynh nghĩ ra cách rồi à? Thật ra cũng không hẳn là cách, nhưng đến lúc này rồi, chúng ta chỉ có thể đến Di Châu Cát tìm lão tổ và sử dụng một vài biện pháp đặc biệt. Di Châu Cát. Im đi. Ngươi còn đá ta, ngoan ngoãn đi cho ta, đừng có cử động lung tung. Ngồi im. Lão tổ của muôn loài cỏ cây đúng không? Bắt chúng ta chơi với ngươi hàng ngày đúng không? Quyết tâm không nói cho chúng ta cách trồng đế thảo đúng không? Đúng không? Bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn. Hai lựa chọn. Thứ nhất, Thứ nhất, đưa đế thảo cho chúng ta. Đế thảo. Thứ hai, mụ đừng nói gì hết được không? Được. Thứ hai thì vẫn là đưa đế thảo cho chúng ta. Vẫn là đưa đế thảo cho chúng ta. Nếu không thì ta hầm ngươi ngay bây giờ. Tự mình nghĩ cách để bảo vệ cái mạng của lão tổ ngươi, mà vẫn có thể đưa đế thảo cho chúng ta đi. Đúng thế. Nói cái gì đấy? Nói cái gì? Hắn nói gì vậy?
Ta không nghe thấy. Nói to lên. Hai tên khốn kiếp này dám đối xử với ta như vậy. Ta nói cho người biết, đế thảo này không phải hầm lên mà ăn được đâu. Ăn xong là có linh lực đấy. Lão tổ ta sống ở Di Châu Cát cả trăm nghìn năm, có cúi đầu dai bao giờ? Các ngươi ăn đi, ăn đi, cho ngạn chết luôn. Cũng kiêu ngạo quá ha, không cúi đầu. Liệu sao? Lên, lên đi. Các ngươi muốn làm gì? Cô muốn làm gì? Ngươi đoán đi. Ngồi im cho ta, ngoan ngoãn đi. Trả cho ta. Ta bảo sao cây trâm này quen quá vậy? Mụ quên rồi à? Đây chính là cây trâm trên bức tranh chân dung trong Linh Thực Bảo Điển đấy. Đúng rồi, mỹ nữ trong tranh đó cài cây trâm này trên đầu mà. Có đúng không lão tổ? Ta nói cho các ngươi biết, hai đứa rành con các ngươi dám đối xử với ta như vậy, nếu cây trâm này tổn hại chút nào, lão tổ ta khiến các ngươi không thấy mặt trời ngày mai. Tức giận thật rồi à? Lão tổ, thật ra bọn ta cũng không muốn ép buộc ngươi vậy đâu, đúng không? Bọn ta cũng hết cách mà. Bọn ta cũng cùng đường mí lối rồi. Nếu bọn ta không thể tìm được đế thảo, ngươi muốn để liễu sao? Đời phủ kỳ quái ăn thật à? Đúng đấy, ta đấu với ngạo ngận kia, đánh thì không lại, trốn thì không thoát. Ngươi cũng không thể nhìn ta đi chết được chứ. Thật ra có những chuyện không phải cô cố gắng là có thể làm được. Ví dụ như nếu các ngươi có thể giúp ta ra khỏi Di Châu Cát này, thì ta cho các ngươi đế thảo, được không? Thế thôi à? Được luôn. Nhưng ngươi phải cho chúng ta biết, sao ngươi lại vào đây chứ, đúng không? Tất cả những chuyện này đều là do ta quá lương thiện mà ra. 1000 năm trước, ta rảnh rỗi nên đến nhân gian, không có chuyện gì thú vị hết. Dưới ánh trăng, ta đã thấy cô ấy. Trong cô ấy như có tâm sự gì đó, đã thu hút sự chú ý của ta ngay lập tức. Cô nương, cô nương, cô nương, cô nương tỉnh lại đi. Cô nương, cô nương, cô tỉnh lại đi. Cô nương, sao đang yên đang lành cô lại muốn chết vậy? Huynh muốn biết sao? Vậy thì giờ mùi ngày mai huynh đến Di Châu Cát đợi ta. Ta sẽ kể câu chuyện của ta cho huynh. Di Châu Cát. Đúng rồi, ta là Lệnh Tuyết Dương. Lệnh Tuyết Dương. Cô nương này xinh đẹp thật đấy, tên cũng hay nữa. Xem ra ông trời nghe thấy tiếng gọi của ta thật rồi. Không chỉ cho ta gặp chuyện thú vị, còn gặp được người thú vị. Ngươi còn cười được nữa hả? Đương nhiên là ta cười được rồi. Lúc đó ta là anh hùng cứu mỹ nhân đấy. Đẹp như chuyện nguyên thoại luôn. Trong truyền thuyết có rất nhiều đời Võ Dương Hầu. Có một nữ Võ Dương Hầu rất kiệt xuất, tên Lệnh Tuyết Dương. Đường đường là Võ Dương Hầu mà lại nhảy sông tự tử, lại còn trùng hợp được một cọng cỏ thành tinh cứu sao? Thế thì làm sao? Tóm lại thì đây là một khởi đầu tốt đẹp. Được 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 được, ngồi xuống đã. Rồi, khởi đầu tốt đẹp. Thế sau đó người có đến chỗ hẹn không? Có đi không? Đương nhiên là ta có đi rồi. Chẳng qua ta không ngờ đi xong rồi không về được nữa. Lệnh Tuyết Dương, ta đến rồi đây.
Lệnh Tuyết Dương, cô có ý gì? Giới thiệu lại một chút. Ta là Lệnh Tuyết Dương, Võ Dương Hầu đương nhiệm, chủ của nhân giới. Võ Dương Hầu? Nhảy hồ tự dẫn gì chứ? Cô chỉ có ý tiếp cận ta, muốn bẫy ta. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Ta muốn lấy đế thảo của ngươi. Không có. Nếu không có, thì ngươi ở lại đi. Ở lại thì ở lại, xem ai chịu thua ai. Đừng hầm ta lên là được rồi. Cứ thế, ta bị Tuyết Dương giữ lại vì châu cát. Ngày nào cô ấy cũng đọc sách, xử lý công việc ở Di Châu Cát, cũng không thèm nhìn ta. Ngày nào ta cũng đối mặt với cô ấy, chán quá thì không kìm được mà trêu chọc cô ấy. Cô ấy bơ ta, nhưng ta cũng không giận. Dần già, ta đã quen ở Di Châu Cát, quen với việc ngày ngày ở bên cô ấy. Cho đến một đêm, ta tỉnh lại nhưng không thấy cô ấy. Ta đã trải nghiệm nỗi cô đơn mấy nghìn năm, lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp như thế. Không biết từ bao giờ, ta mong mỗi giờ mỗi khắc đều có thể nhìn thấy cô ấy, bầu bạn với cô ấy. Cô ấy vẫn lạnh nhạt, không hay nói cười, nhưng bọn ta đã bắt đầu quan tâm nhau. Cuộc sống của ta chưa bao giờ bình lặng đến thế, vui vẻ đến thế. Vì có cô ấy, ta đã sống như một con người thực sự, chứ không chỉ là một cây cỏ nữa. Sau đó thế nào? Ngươi khiến cô ấy hao mòn mà chết à? Tiểu nha đầu này có biết ăn nói không thế? Được rồi, được rồi. Lão tổ của chúng ta tuổi thọ dài, được hời mà thôi. Vậy chẳng phải là khiến cô ấy hao mòn mà chết à? Ăn nói kiểu gì đấy? Thực ra ta lo tuổi thọ của người phàm quá ngắn, nên lúc đó ta đã muốn đưa đế thảo cho cô ấy rồi. Huynh có biết vì sao ta lại muốn có được đế thảo của huynh không? Bởi vì ta muốn rút kiếm Bảo Nguyệt. Ta muốn có được sức mạnh lớn nhất thế gian này. Ta muốn người phàm được đường hoàng sinh sống trong trời đất, không bị yêu tộc ức hiếp nữa, không bị tiên cư quấy nhiễu, không giống như bây giờ. Không có sự giúp đỡ của tiên cư thì ngay cả một con hạng bạc cũng không đối phó nổi. Khoảnh khắc đó, ta chỉ muốn đưa đế thảo cho cô ấy, để cô ấy yên tâm một chút. Thế nhưng ta đã do dự. Chỉ một khoảnh khắc do dự đó lại trở thành sự vĩnh biệt của chúng ta. Chờ ta đi rồi, huynh hẳn mở ra. Sau đó thì sao? Sao hả? Theo truyền thuyết,
Lệnh Tuyết Dương đã cùng chết chung với con Hạng Bạc kia trong trận đại chiến. Khi đó tuyết còn rơi 3 ngày, dân chúng trong thiên hạ đã khóc 3 ngày vì cô ấy. Lịch sử ghi lại, ông trời thương xót lòng yêu dân của cô ấy, nên dùng 3 ngày tuyết rơi để đưa tang cho cô ấy. Nếu khi đó ta đưa đế thảo cho cô ấy, giúp cô ấy rút kiếm Bảo Nguyệt ra thì tốt rồi. Lão tổ, đừng buồn. Phải đó, chắc chắn Lệnh Tuyết Dương cũng không muốn nhìn thấy người thế này đâu. Chúng ta đi trước đi, để lão tổ yên tĩnh một mình. Chúng ta đừng ép lão tổ nữa. Không ngờ hắn đã sống một vạn năm mà lại có câu chuyện xưa như thế. Cho dù hắn không cho chúng ta đế thảo, chúng ta cũng đưa hắn ra đi. Liễu sao? Muội có từng nghĩ tại sao Lệnh Tuyết Dương lại đưa cho hắn cây trăm ấy không? Có phải Lệnh Tuyết Dương nghĩ mình không quay về được nên mượn nó để bày tỏ tấm lòng? Đúng là có khả năng ấy, nhưng ta cảm thấy không chỉ có vậy. Có lẽ cây trăm có liên quan tới kết giới này. Lệnh Tuyết Dương biết mình sắp chết, sao có thể tiếp tục nhốt người mình thương trăm nghìn năm chứ? Có điều cây trăm này hẳn là kỷ niệm duy nhất mà Lệnh Tuyết Dương để lại cho hắn. Cho dù cứu hắn ra cũng chẳng có ích gì. Thứ thực sự nhốt hắn là khúc mắc với Lệnh Tuyết Dương. Thế nên chúng ta chẳng có mấy phần cơ hội lấy được đế thảo đâu. Lục Ly, nếu ta bị đuổi đi, huynh có cùng ta đối mặt với đại yêu quái ngạo ngẩn không? Không biết ta còn có thể đi với muội bao xa nữa, nhưng ta sẽ cố hết sức mình cùng muội đi tiếp con đường. Liễu sao? Thực ra bây giờ ta rất hiểu Lệnh Tuyết Dương. Rút kiếm Bảo Nguyệt có được sức mạnh to lớn mới có thể bảo vệ người mà mình muốn bảo vệ. Sau này ta sẽ cùng muội đối mặt với bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì. Ta mong sẽ có ngày ta có thể mạnh mẽ đến mức có thể bảo vệ muội, không sợ bất cứ ai hay bất cứ chuyện gì nữa. Lục Ly, cảm ơn huynh. Ngạo Ngẩn, ra đây. Trông ngươi cũng không giống loại người không sợ chết. Ngươi đã có gan chạy đến chỗ ta la hét, thì xem ra ngươi đã nghĩ thông suốt rồi. Ngạo Ngẩn, ta muốn giao dịch với ngươi, ngươi có đồng ý không? Chỉ dựa vào ngươi ư? Ngươi có tư cách gì
mà dám giao dịch với bổn tôn. Xét về thực lực, tất nhiên là ta không xứng. Nhưng ta biết ngươi vẫn luôn truy sát một người, ta có thể giúp ngươi có được liễu sao? Được, ta lại rất tò mò. Vậy rốt cuộc ngươi muốn gì đây? Ta muốn trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh giống như ngươi. Vậy ngươi nói xem, rốt cuộc bổn tôn là người mạnh như thế nào? Cứ việc lấy thứ mình muốn, không cần phải cầu xin người khác, bất kể hắn có chịu hay không. Được rồi, vậy ta tạm thời đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Ngươi nói ta nghe xem, rốt cuộc ngươi muốn gì? Lễ trùng dương trừ ma hàng năm đều là chuyện lớn hàng đầu trong phủ. Mấy ngày nay trời hanh vật khô, cực dễ quả hoạn. Các ngươi cẩn thận chút cho ta, mỗi ngóc ngách trong phủ đều không được bỏ sót. Dân Dương Giảng, qua đây. Sao tên Lục Ly này lại biến mất rồi? Đang lúc bận rộn, hắn đi đâu thế? Trong mắt hắn có còn đại sư huynh này nữa hay không? Đại sư huynh bớt giận đi. Lãnh chúa và phương vệ trưởng đến hồ Tỷ Nguyệt tra xét động tĩnh của yêu cảnh rồi mà. Lục Ly sư huynh vừa phải hỗ trợ tuần tra các nơi, vừa phải nghĩ cách lấy được đế thảo. Đúng là không thể phân thân được mà. Đế thảo gì đó hắn tìm được thật à? Đã có manh mối rồi nhé, chỉ xem lúc nào lấy được thôi. Lui xuống đi. Đỗ sư huynh, chuyện ta đã đồng ý, nhất định ta sẽ làm thật kín kẻ. Chỉ là huynh giấu đầu hở đuôi như vậy, ngược lại sẽ khiến người ta hoài nghi đấy. Bạch Phượng sư muội, vậy tin tức đế thảo dạng năm thành tinh trong Di Châu Cát không sai đấy chứ? Đừng để đến lúc khéo quá quá dụng, lại ảnh hưởng đến tiền đồ của chúng ta ở hầu phủ. Đỗ sư huynh, đương kim Võ Dương Hầu 3 tuổi luyện võ, 10 tuổi ngộ đạo, dung kiếm xử chuyện bất bình chẳng tha. 16 tuổi đã được Võ Dương Hầu tiền nhiệm chọn làm lãnh chúa. Để mạnh lên, ông ấy không tiếc trả giá, bất chấp tất cả. Ta vốn cho rằng Đỗ sư huynh sẽ giống sư phụ, vừa có mưu lược vừa có lòng can đảm. Bây giờ sao lại chần chừ lo sợ như thế? Sao ta có thể không tin lời của sư muội? Chỉ có điều chuyện này trọng đại, ta vẫn phải thận trọng một chút. Ai có thể ngờ trong Di Châu Cát nhiều năm không sửa sang đó lại cất giấu bí mật như vậy. Cũng may sư muội nói sớm cho ta biết, bằng không để tên Lục Ly dâng đế thảo lên thì sợ rằng hầu phủ này không còn ngày tháng tươi đẹp của Đỗ Minh Xung này nữa rồi. Đỗ sư huynh hiểu là tốt rồi. Chuyện tiếp theo ta sẽ đích thân làm. Sư huynh chỉ cần khiến các sư đệ sư muội không để ý tới Di Châu Cát nữa là được. Chuyện này mà thành, công lao sẽ là của sư huynh. Nếu thất bại, Bạch Phượng cũng sẽ không làm liên lụy sư huynh. Sư huynh xin nhận tấm lòng của sư muội. Đến ngày ta khống chế được phủ Võ Dương Hầu, ta nhất định sẽ báo đáp sư muội tử tế. Vậy ta đi trước đây. Ta muốn hỏi mượn ngươi yêu quả đủ cháy 7 ngày không tắt. Được, ta cho ngươi. Yêu quả này chỉ đốt vật sống, hơn nữa cháy mãi không tắt. Ngươi phải dùng cho tốt đấy. Liễu sao? Bạch Phượng sư tỷ, bình thường là muội phụ trách quét dọn Di Châu Cát,
Vậy chỗ đèn trừ ma này chỉ có thể giao cho muội rồi. Vâng. E là chuyện này không hề đơn giản, mình phải cẩn thận mới được. Chỉ là bình thường cũng chẳng có ai đến Di Châu Cát. Có cần nhiều đèn trừ ma như vậy không? Chính vì bình thường không ai đến, lỡ mày có yêu quái trà trộn vào thì biết làm thế nào? Liệu sao sư muội? Muội nói xem ta nói có đúng không? Đúng, sư tỷ nói rất có lý. Ta sẽ đi ngay. Lão tổ, lão tổ, bọn ta không đòi ngươi đế thảo nữa, ngươi đừng trốn ta nữa. Ra đây đi. Vậy được rồi, ta quét dọn xong sẽ đi ngay, sau này không đến phiền ngươi nữa. Nghe đầu, sao cô không ăn? Mũi cô không thính hay là bánh hoa quế này không ngọt thế? Vì ta muốn ăn cùng với Dạng Tuế. Con nhóc này, cô có lương tâm như vậy từ bao giờ thế? Sao? Năm nay các cô trừ ma tính cả Di Châu Cát à? Ta nhậm tính cũng gần 100 năm không có ai tới Di Châu Cát trừ ma rồi. Lão tổ, ý ngươi là những năm trước đều không có ai tới Di Châu Cát trừ ma sao? Không tới, không tới, không tới. Tới cũng bị ta dọa chạy mất. Cũng không biết năm nay làm sao lại bày nhiều đèn trừ ma như vậy. Sao thế? Chẳng phải đều là cô xếp sao? Có vấn đề gì à? Quả, chạy mau, chạy mau. Tiểu Tuyết, Liễu Sao đâu? Liễu Sao bị Bạch Phượng sư tỷ sẽ đến Di Châu Cát thắp đèn trừ ma rồi, vẫn chưa thấy về. Bạch Phượng, muội ấy đi bao lâu rồi? Hình như cũng vài canh giờ rồi. Quả quản rồi, quả quản rồi, Di Châu Cát bốc cháy rồi. Mang nước đến, Di Châu Cát cháy rồi. Đi mau, đi mau, mau đi dập lửa. Sao không dập được? Đây là yêu quả đã được làm phép. Đây là yêu quả đã được làm phép. Một khi đã cháy thì nó cũng không thể dập tắt. Nó sẽ cháy suốt 7 ngày. Nha đồng, đi mau. Mau, mau, mau lên. Người đâu tới đây? Nhanh lên. Bên này, nhanh, nhanh lên. Đi lấy nước, mau. Mau đi lấy nước. Nào, đưa ta, lấy thêm nước đi. Không được, chúng ta phải nghĩ cách nhanh chóng ra ngoài. Nếu không sẽ bị yêu quả này nuốt chửng mất. Không có tác dụng đâu. Cô nhìn quần sáng trên nóc nhà đi. Chính yêu quả kia đã bám vào kết giới của Di Châu Cát. Phàm là vật sống đều không thể nào thoát ra được. Vậy phải làm sao? Nha đầu, lão tổ dùng linh lực giúp cô mở ra một con đường. Một chút nữa là không kịp mất. Vậy ngươi thì sao? Không cần lo cho ta, ta không ra ngoài được đâu. Cho dù ta có ngăn cản yêu quả cũng không bước ra khỏi kết giới này được. Nhưng cô thì khác, cô vẫn còn cơ hội. Cô làm gì đấy? Tuyết Dương tiền bối cho ngươi cây trâm này là để làm chìa khóa mở kết giới của Di Châu Cát. Ngươi đã biết từ lâu rồi phải không? Trả cho ta. Nếu quái còn sống, quái không cần ngươi làm như vậy. Nhưng quái không còn nữa. Quái không còn nữa rồi. Ta chỉ còn lại cây trâm này thôi. Cô định cướp cả nó đi sao? Lão tổ, đây là thứ cuối cùng quấy để lại cho ta. Không có nó, ta thực sự không sống nổi nữa.
Liễu sao? Lão tổ, ngươi muốn ở lại thì cứ ở lại đi. Thế nhưng chúng ta không thể thua. Này, đi lấy thêm nước đi. Lục Ly, Liễu sao? Liễu sao? Ngồi ở bên trong sao? Trả lời ta đi. Liễu sao? Không đủ, đi lấy thêm đi. Lục Ly, đừng đi, quá nguy hiểm. Vừa rồi ta kiểm tra rồi, không có trong đó cả. Lục Ly, tới đây, tới đây. Mau lên, mau lên. Mau lên. Liễu sao? Lục Ly, đưa ta đi. Được, ta đưa muội đi. Linh lực tương khắc này, chỉ mà lại phát ra sức mạnh như thế. Châu Cát, bao nhiêu năm qua cuối cùng huynh cũng đi ra rồi. Ta không dám đi ra, ta sợ bước ra thì sẽ không cảm nhận được muội nữa. Sao lại không cảm nhận được chứ? Chẳng phải huynh là vua của cây cỏ sao? Thiên hạ trước mắt chính là thứ ta từng bảo vệ. Mỗi một tấc đất tươi tốt phồn thịnh đều từng được tưới tâm huyết của ta. Huynh có cảm nhận được không? Ta cảm nhận được rồi, Tuyết Dương. Ta cảm nhận được rồi. Nhưng ta vẫn rất nhớ muội.
Đế Thảo. Đế Thảo, cho ta. Lão tổ, tóc của ngươi. Các ngươi tuân thủ lời hứa, giúp ta đi ra khỏi Di Châu Các. Ta cũng giữ lời hứa, đưa Đế Thảo cho các ngươi. Nhưng mà ngươi, ta lắm lời gì chứ? Tuy tóc ta bạc, nhưng ta vẫn là lão tổ phong độ ngời ngời mà. Nha đầu, cài cái này lên cho ta đi. Đẹp không? Đẹp. Trên đời không có cuộc vui nào không tàn. Lần này ta thực sự phải đi rồi. Hai người không có ta bầu bạn, chắc chắn sẽ rất nhàm chán. Không nỡ xa ta à? Không nỡ xa ta thì cứ nói thẳng. Có nói ta cũng không ở lại. Lão tổ, sau này ngươi định đi đâu? Về tiên cư của ta thôi. Cũng coi như là đến từ đâu thì vậy đó. Vậy sau này chúng ta còn có thể gặp nhau nữa không? Nhà đầu, cô có Lục Ly cả cả ở bên cô rồi, mà còn cô đơn à? Chỉ cần có duyên, chúng ta sẽ còn gặp lại. Ta đi đây. Sảnh ngự vũ. Rốt cuộc chuyện này là sao? Bổn hầu chỉ vắng mặt một hai ngày mà lại xảy ra chuyện lớn như thế. Di Châu Cát đứng sừng sững ở phủ Võ Dương Hầu ta đã mấy nghìn năm, sao lại trái được hả? Nói đi. Nói. Chắc là có đệ tử nhất thời bất cẩn đánh đổ đèn trường ma, mới gây ra đám cháy. Được, ta nghe nói đó là yêu quả, dập lửa mãi không được. Chủ thượng, đệ tử xin làm chứng, đúng là yêu quả. Nước bình thường hoàn toàn không dập tắt được. Hôm đó ở đám cháy, phát hiện ra một thảo yêu dạng năm, có lẽ là Đế Thảo quá thành. Ta nghe nói dạo này Liễu Sao sư muội thường hay đến Di Châu Cát, chắc chắn cũng là vì tìm Đế Thảo đó. Vậy thảo yêu dạng năm đó đâu? Thảo yêu đó đã biến mất sau đám cháy. Đệ tử đoán là hắn từng bị nhốt trong Di Châu Cát, vì muốn thoát khỏi cấm chế nên mới gây ra vụ cháy này. Suy đoán của Bạch sư muội rất có lý. Đệ tử cũng nghĩ như vậy. Vô liêm sĩ, nghe nói thảo yêu kia có quan hệ rất tốt với Liễu Sao sư muội, lúc đi đã đưa Đế Thảo cho Liễu Sao sư muội. Liễu Sao, đúng là Liễu Sao đã lấy được Đế Thảo, đang chờ chủ thượng quay về để dâng lên. Lấy được thật kìa. Liễu Sao cũng giỏi quá, đúng là không tầm thường.
Đúng là đế thảo. Xem ra đúng là ông trời không quên ta, nhân gian được cứu rồi. Liễu sao? Lần này con lập công lớn rồi. Vậy chuyện yêu quả, đã lấy được đế thảo thì coi như lấy công chuộc tội, không truy cứu chuyện đốt cháy gì cho các nữa.